Thi thể một người đàn ông được người dân phát hiện dưới gầm cầu Bảo Định trên quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, vào khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2022, người dân sống ven cầu Bảo Định bất ngờ phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới gầm cầu. Khi kiểm tra, người dân phát hiện người này đã tử vong nên báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, người đàn ông nằm ngửa, khoảng hơn 50 tuổi, thi thể mặc quần ngắn màu tối, áo sơ mi màu kem. Trên đầu nạn nhân vẫn còn đội nón, mang dép màu đen. Nhận được tin báo, công an phường 10 đã tiếp cận hiện trường, phối hợp với công an thành phố Mỹ Tho, truy tìm tung tích nạn nhân và điều tra nguyên nhân tử vong.